Đây, đi tới đâu là cá tới đó coi nè. Đó, thấy ghê chưa các bạn? Quá trời luôn nè. Mênh mông luôn. Đó, coi nè. Mặc sức gỡ. Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với clip mới của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn đi trải nghiệm một công việc rất là thú vị. Đó là xuống sông rồi thăm lưới bắt cá. Và mình ngày hôm nay mình sẽ đi với ông Dưỡng Năm của mình. Và ông Dưỡng Năm sẽ chèo xuồng ra ngoài thăm lưới, nếu mà có cá thì ông Dưỡng Năm sẽ gỡ và bắt cá đem lên bờ, rồi sẽ có người ta đến ta mua luôn các bạn. Bởi vì một ngày là ông Dưỡng Năm mình là ổng thăm lưới khoảng 3 lần thì nếu mà có cá đem lên là người ta sẽ mua liền luôn, bởi vì cá sông là cá tươi hết, hoàn toàn là cá tươi hết. Lưới thì ổng giăng sẵn dưới sông rồi, giăng sẵn để ngày này qua ngày nọ, nếu mà lưới bị rách thì ổng thay lưới khác thôi. Rồi bây giờ các bạn đi theo mình nha. Ngủ chưa ha? Chơi trò ẩu hả? Hello. 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 Chú đi xuống bắt cá. Kênh chú là kênh gì vậy chú? Kênh chú là Sita Vlog. Không kiếm quả không thấy luôn. Kiếm không thấy hả? Dạ. Đó à. Nè kênh chú nè. Đâu? Đâu? Nè kênh chú nè, đó thấy chưa? Đó. Thấy đó, chỗ nè, Sita Vlog. Đó. Đúng. Dạ. Nè. Vô coi nha. Nhớ dạ nhớ ủng hộ nha. Dạ. Rồi, chú xuống đi. Rồi. Dạ đi xuống bắt cá với ông Dưỡng Năm, ông giăng lưới. Đây nè. Đây sông Tiền nha. Đây bè ta nuôi cá nè. Dán đâu về Dưỡng Năm? Ngoài này hả? Nước trong dữ lắm, trong veo luôn nè. Nè thấy không? Cái chân mình nè, thò xuống nè. Trong lắm luôn. Sông này là sông Tiền. Hướng trên kia, đi lên trên kia là hướng Campuchia. Ở đây là ta nuôi cá bè. Anh kia anh câu cá kìa. Mình lại đây mình coi. Một ngày thì ông Dưỡng Năm ổng vỡ lưới mấy lần đó, 2-3 lần vậy đó. Mấy tiếng hồ vỡ 1 lần. Đó lên nè. Đó kìa, đó thấy chưa? Đã không? Xác. Quá trong mà nước trong ghê luôn. Đó. Đó thấy chưa? Đã không? Nước nè, cái trong nè, trong veo luôn nè, nè, đó. Dạ. Đó, đó kìa, coi dính kìa các bạn. Đó, thấy chưa? Cái này là cá gì vậy vậy vậy? Giống như cá bị hầu. Dạ. Kìa dưới nữa kìa. Kìa, đó, đó các bạn thấy không? Nó lặn dưới kìa, đó nó dính quá trời dưới kìa. Đây là ở thành phố Hồng Ngự nha các bạn.
Ông Dương Năm về đây chơi là ông nhiệt tình dữ lắm luôn á. Thành phố Hồng Ngự mà ở đây là phường An Lạc. Phường An Lạc. Còn ở bên kia sông á, đó là Cù Lao, Cù Lao Long Khánh. Còn đống trà nữa, ở trong kia có đống trà trong đó đó mà chưa có dở trà. Dở trà cá còn nhiều nữa, cá rồi tôm. Cá lớn nhiều hơn. Còn lưới này là lưới nhỏ nên là dính đa số là cá nhỏ nhiều. Không có dính cá lớn. À, các bạn thấy không? Trên chiếc xuồng. Nè, quá trời quá đất nè. Luôn. Quay được không? Nè, quay đi đó. Đó. Dính nè, mênh mông luôn. Này gỡ hơi lâu quá. Nó quay nữa. Dạ, đó nè. Cá này dính tự nhiên nè các bạn. Cá sông nó tự nhiên luôn á. Thấy chưa? Cái này cá xác. Này cá xác nè. Đây, đi tới đâu là cá tới đó coi nè. Đó, thấy ghê chưa các bạn? Quá trời luôn nè. Mênh mông luôn. Đó, coi nè. Mặc sức gỡ. Nhân lưới thì cá tự nhiên vậy đó. Ăn. Ông Dương Năm ổng nhân lưới vậy ổng ăn đâu hết. Đem lên bán. Đem lên nhiều là hết nhiều. Người ta biết á. Đây người ta chờ người ta mua. Còn một số cá mà chị Năm không bán thì bà để là bà làm chả, bà nạo ra chả ăn cũng ngon lắm. Dai. Còn tới mùa nước nổi thì ông Dương Năm ổng đi đặt giớn. Đi đặt giớn trong mấy cái cánh đồng á các bạn, trong mấy cánh đồng mà nó bị ngập nước đó. Lúa ta cắt xong hết rồi, đầu là nước nó vô. Mùa nước nổi khoảng từ tháng 6 tháng 7 vậy đó. Đầu có nước. Tùy theo năm. Có năm thì nước ít, có năm nước cao. Còn đằng kia là cái chiếc ghe đục. Ghe đục để chở cá. Đây là ghe cá cha. Dạ. Đó đằng đó là ghe đục chở cá cha đó các bạn. Ghe đục là ở dưới cái lường đó, đó người ta đục lỗ cho nước nó lưu thông á. Dạ. Cá cha thì cá này nằm ở dưới đó, ta chạy nước lưu thông cá nó sống được. Ôi, cá hàm. Cảnh sông nước miền Tây các bạn thanh bình lắm. Này con cá này là con cá vảnh trắng nè, hồi nãy là nè, này là cá vảnh trắng là làm chả là ngon cực kỳ luôn á. Này cá vảnh trắng nè, coi cái miệng ổng nè, đó ổng dính lưới. Còn cái này con cá linh tròn nè, cá linh tròn còn sống nè. Đó, cá linh nè, cá linh bự vậy nè, linh tròn còn sống á đó. Cá linh dính cũng nhiều loại cá lắm, dính nhiều loại lắm. Còn cá này gọi là cá sát. Này cá sát nè, mình nhìn không biết, mình tưởng cá cha không à, nhìn nó cũng cái da trơn, nhìn giống cá cha. Con cá này nó kêu con cá gì mà ta không nhận, con cá này cũng như con cá mèo. Dạ. Yeah. Cá này mình nhìn mình không biết cái gì luôn. Nó cá chép giòn gì đó. Dạ. Cái này không phải cá chép đâu. Không phải cá chép. Dạ. Đây nè, có cái miệng nè. Đó,
dính lưới mà vui vẻ ghê không? Bự không? Đó. Cá gà đó, gà coi gà đó, thấy chưa, thấy chưa minh mông không? Gỡ nãy giờ là biết bao nhiêu rồi đó. Dính rồi tới bên kia con trai coi chết quá dính rồi các bạn ơi. Mời không các bạn nè, cá dính quá dính rồi ở đây. Mình thì gỡ cá, đằng kia có một chiếc cái xuồng, có chiếc xuồng nhỏ xíu mà ta chạy, ta tắt máy ta chạy đó các bạn nè. Đó, đó thấy không? Đó đó. Cá, đi câu cá, xuồng, cá bè à? Dạ, xuồng đi câu cá bè nè. Đó, xuồng nhỏ xíu mà ha. Đó, ta chạy ngoài sông đó. Đó. Zoom cho các bạn xem đó. Trên theo bè là câu cá, theo bè à? Dạ, đó. Nó câu tôm á. Dạ, câu tôm. Xuồng này đi theo mấy cái bè đó, ta tấp vô bè đó, ta câu. Câu tôm là câu bằng trùng biển. Dạ, câu tôm thì mà trùng biển nha, đó. Còn mình thì mình văng lưới, không cần gì hết trơn á, thả lưới xuống tự động cá nó vô dính là lụm thôi. Nè, minh mông nè, đó. Đó thấy chưa nè, cá sơn hả? Cái này cá sơn. Ồ, cá này ngầu ha. Chứ còn cá này là tới dạ. Nước cá, con cá đi là con cá sơn này nó mới đi nè. Nước đi trước. Nước hả? Còn mấy con cá thì nó đi sau. Dạ. Đi trong cái nghề nghiệp tôi biết. Dạ. Con cá này nó nhìn nó trong quá nè. Cá này cái sơn trong veo à, con cá nè. Đó không? Đây cái miệng ổng nè. Ừ. Yeah, cái cá này quay ra. Con này là con cá phèn. Con này cá phèn, con cá phèn. Mày để quay ra gà rửa rửa gà là bự. Đây con cá phèn. Cá phèn này chết rồi. Cá phèn này dính chắc chết cũng rồi. Hơi lâu nên nó chết rồi, cá phèn. Đây. Cá phèn nè. Quá trời luôn vậy Năm ơi, minh mông luôn. Quá trời luôn nè. Đó, đây, Dương Năm mình đó. Đó, 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 đó. Quá khó rồi. Quay hai bà. Vừa lên đó là bán liền rồi. Quay hai bà, mình đưa bà lên. Chưa có bằng lên bển gỡ, còn hai cái này còn thương không biết. Còn. Dạ, mà hai mới về. Mà hai về hả? Dạ. Còn hai hết bệnh chưa? Hết bệnh rồi nè. Này chi bảy. Vừa đặt lên, vừa gỡ lưới lên là bán liền. Rồi mình đến đây mình kết thúc clip nha các bạn. Các bạn xem clip mà thấy có thích thú gì đó thì các bạn nhớ nhấn nút like rồi các bạn chia sẻ clip của mình nha. Và bạn nào thấy hay thì các bạn đăng ký, nhấn nút đăng ký. Nếu có dịp mà về Hồng Ngự đó mà đi chung với mình đó, mình sẽ dẫn lại đây cho các bạn tham quan và các bạn trải nghiệm cái đi sông nước, miền sông, miền Tây sông nước. Đó. Đi bắt cá rồi giăng lưới này kia đồ đó với ông Dương Năm mình. Sông nước Hồng Ngự nha. Đây tại thành phố Hồng Ngự. Thành phố Hồng Ngự. Rồi bye bye các bạn nha. Cảm ơn các bạn nhiều.